Ui tập vỡ. Ui 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 tập vỡ đầu rồi, em vỡ đầu rồi. Vỡ đầu phục phục sọ anh vỡ đầu nhá. Thấy chưa? Ui ui tập máu rồi. Ấy. Ai. À. Ui. À. Ui nó cháy trong rồi. Ui. Mới phát ra con hồ tinh con quỷ chúa đang ở trong cái nhà hoang rồi. Mình dịch từ vẽ giờ thấy nó bay qua rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn nó đập trước thì mình sẽ tốt thôi anh em nhá. Ủa đây trước kia là mình có mối anh ở trên kia. Anh cầm súng anh bắn vào trúng đầu rồi nhưng mà nó không chết. Nó bị thương, nó chạy về nhà hoang rồi nhanh nhá. Bị thương, cầm súng bắn lắm mà. Ui, ui, dưới kìa, ui đi kìa. Ui, nó ở dưới kìa. Ui, chơi với nhà anh, chơi với nhà anh. Ui, nó chơi với nhà luôn. Ui, chơi với nhà. Ui, người to thế, người to lắm anh em ơi. Ngay trên mái nhà ấy, bình tĩnh không? To lắm. Ui. Đây có đều nói rồi anh em ơi. Nó chỉ bể nước không? Mày chết với tao. Đứa của em ơi. Mày ui bị thương em này. Thấy chưa? Ui giời ơi. Anh. Lại cái đầu luôn anh em ơi. Mày. Ui, trúng cổ rồi. Nằm im rồi. Trúng cổ rồi mày. Trúng cổ rồi nhá. Mày, đang cầm máu rồi. Hết, mày. Ui, vỡ đầu rồi em ơi. Ui, ui, đập vỡ. Ui, 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 đập vỡ đầu rồi em ơi, vỡ đầu rồi. Vỡ đầu, bổ sọ anh nhá, vỡ đầu nhá. Thấy chưa? Ui, ui, đập máu rồi. Hết. Ui ôi. Máu ơi. Máu bắn ra tay luôn anh em ơi. Chết luôn anh em ơi. Nó chết. Ui. Ui như đây kìa. Mày. Bẹp đầu giữa rồi. Ui 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 ui. Anh. Anh. Mày. Ui bé ơi. Rồi. Bây giờ. Mày sắp về. Ui lượn lên kìa. Thôi cao rộng ra xem. Ui. Bây giờ anh em nhá. Bây giờ mình sẽ về mình. Bị trọng thương. Bây giờ mình sẽ cầm lửa. Mình về mình sẽ lấy lửa mình đốt nó anh em nhá. Cho nó cháy luôn con này. Cho cháy luôn tan xác anh em ạ. Ui lượn lên kìa. Em ơi. Mình đã mua một ít xăng rồi. Mình đốt nó nhá. Mình tạm lấy xăng ở xe anh ạ. Chết tao. Nó chết mình nhớ ơi.
nó kìa. Thấy chưa, muốn chết tao anh em ơi. Tao không phải chết luôn. Ôi mày nhá. Bây giờ anh em, mày sự tốt nó tàn xác luôn. Thêm nửa anh em, thêm nửa không? Ui nó vẫn lên kìa, vẫn lên kìa. Ui đầu kìa. Mày chết với tao. Ai da. Ây. Ai. Ui. 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 Chạy rồi. Rồi. Lên vẫn tốt luôn chứ. Hút được. Ai. Mày chết rồi. Ai. Ai. Ây. Ui. Ui. Không chết các mày. Mày tôn hở vào. Ui. Rồi. Ui. Cái gì đây? Đâu rồi? Ui ta sao không dậy kìa. Ui mùi cây nướng em ơi, thơm lắm em ơi. Ui đâu rồi? Ui hút đuôi kìa. Ui dù ui con hồi nó hút đấy mà. Hút nửa kìa. Hút nửa. Ui nó bùng nó chạy được sao nhỉ? Ui bay được không em ơi? Ui chạy vào trong rồi. Ui rồi cái tan xác rồi. Ui hút nửa kìa. Ôi chết rồi. Nó tan xác em ơi. Nó tan xác rồi. Thế nó tan xác vậy tại vì là vừa mới mình đập vào đầu nó trúng bị thương ấy. Nên bây giờ mình tốt nó mới chết rồi. Nó tan xác rồi. Mới sao rồi. Thế là mình tiêu diệt là thành công con hồ ly anh em á. Nó chết rồi anh em á. Tiêu diệt thành công nó rồi anh em ạ. Ai à. Nó chết mình rồi. Ui ôi. Cái xác của nó kìa. Cái xác của nó phải không em ơi. Ui chết nổi phành kìa. Ui trong kìa. Nó không chết đấy các bạn. Ui, bây phải tìm mua thêm xăng đốt tốt mới chết đấy các bạn. Mua thêm xăng em nhá. Ui, cái đầu kinh lắm nha.